Cuộc đấu giữa các cầu thủ của Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh 2 và các cầu thủ Đồng Tháp. Thêm những pha dứt điểm ngay từ đầu. Những tình huống dâng cao và chơi tấn công ngay của các cầu thủ Đồng Tháp lớn ở tại khu vực miền Tây cũng như Thành phố Hồ Chí Minh. Pha dứt điểm không vào. Thăng tâm. Pha dứt điểm từ xa. Quá đơn giản. Một. Đây cũng là một trong bốn đội bóng toàn thắng ở tất cả lượt trận. Đây là cơ hội dành cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Dứt điểm. Dứt điểm không vào. Được xem. Pha dứt điểm của Chí Nguyên. Wow, như vậy là đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Đồng Tháp. Khá bất ngờ. Tưởng chừng như đó là một tình huống không có gì là nguy hiểm cả. Cầu thủ Mao số 10 đã mang lại bàn thắng dành cho các cầu thủ Đồng Tháp. Đây, chúng ta cùng xem lại. Thủ thành Minh Tuấn đã bị che mắt hoàn toàn, một tình huống dứt điểm xuyên khe. Nguy hiểm. Lại là một tình huống cố định và bàn thắng thứ hai đã đến với các cầu thủ Đồng Tháp. Tỷ số là 2-0. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Lại là một tình huống đá biên ở bên phía anh làng cánh trái. Lần này là một tình huống đánh đầu, không có bất kỳ ai theo kèm cả. Và đương nhiên Minh Tuấn ở cự ly nguyên. Một câu trả lời đánh thép. Câu trả lời đánh thép của Relati. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Một tình huống solo rất đẹp mắt của Roland Thí. Quá hay. Một trận đấu rất kịch tính. Dứt điểm không vào. Thủ thành Minh Tuấn cũng không thể ngăn cản được tình huống bóng hai vừa rồi. Chỉ cản phá được pha dứt điểm đầu tiên mà thôi. Có vẻ trong những tình huống dàn xếp, bóng cố định, quầy rất cứng. Roland Thí dứt điểm. Lại là một tình huống xử lý rất kỹ thuật nữa của Roland Thí. Đây rồi, đây rồi. Đấy, không được. Đó là pha che chắn của Quốc Dũng. Nguy hiểm. Lần này đã có một pha xuất sắc của thủ môn Minh Tuấn. Đây là cơ hội phản công. Thứ nhất. Rồi, đây rồi. Người chuyền bóng là Hữu Phát. Cầu thủ mang số 1 đã kiến tạo. Hữu Phúc. Rồi, thêm một bàn thắng nữa rồi. Một cú hat-trick ngọt ngào trong trận bán kết 2 của cầu thủ mang số 10 Chí Nguyên. Một đã kết thúc với tỷ số 5-1 tạm nghiêng về cầu thủ miền Tây. Thắng Hữu Phát dứt điểm ngay, không vào. Nó vẫn đang bị chặn lại một cách cực kỳ đơn giản. Dứt điểm không vào. Quyết định đi bóng của Thảo Duy. Thảo Duy chưa được. Pha xử lý rất hay. Đây là cơ hội. Không vào. Vẫn không vào. Vậy đúng lúc này trọng tài đã thôi. Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam 2024 nhận được sự đồng hành của công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải Thaco, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu, tập đoàn thể thao Động Lực, công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt, công ty cổ phần kết nối thời trang Fastlink, tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako, bệnh viện quân y 175.